Kính chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam và nhà đương kim vô địch bóng đá thế giới, đó chính là đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Mỹ. Bên cạnh đó là những thông tin liên quan đến dự đoán các trận đấu tại World Cup 2023. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Như vậy là theo như tính toán của trang Stats New Zealand, trận đấu ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ sẽ là một thử thách cực kỳ lớn dành cho thầy và trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Không chỉ là nhà đương kim vô địch World Cup, đội tuyển Mỹ còn đang sở hữu lực lượng rất mạnh và sự kết hợp của các ngôi sao kỳ cựu cùng những tài năng trẻ đang khát khao khẳng định tên tuổi. Tại bảng E thì đội tuyển Mỹ, Hà Lan là hai đội bóng được đánh giá sẽ tranh đua ngôi nhất bảng. Chính vì thế mà cả hai đội bóng này sẽ cố gắng làm sao đó tích lũy hiệu số bàn thắng bại tốt nhất. Điều càng thúc đẩy đội tuyển Mỹ phải nhập cuộc với một cách quyết liệt hơn trong màn mở màn đối với đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam. Mới đây thì một công cụ tính toán tại một trang cực kỳ uy tín của New Zealand đã cho biết tỷ lệ đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng hoặc lấy được một điểm trước đội tuyển đương kim vô địch quốc gia Mỹ là nhỏ hơn 3%. Bên cạnh đó thì ở trang này cũng dự đoán nhiều đội tuyển tân binh ở World Cup năm nay như là Iceland, Haiti, Maroc, Panama hay là Zambia cũng nhận được đánh giá tương tự cho trận đấu mở màn World Cup của họ. Trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan được dự báo sẽ bớt khó khăn hơn một chút. Cơn lốc màu da cam vẫn đang phải trải qua và thích nghi với việc thiếu vắng những chân sút trụ lực, trong đó có Vivavina, Medina vì chấn thương. Ở trang này cũng cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam có 5% có cơ hội chiến thắng và 7% cơ hội giành được một kết quả hòa trong trận đấu gặp với đối thủ đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Hà Lan. Thời cơ lớn nhất để thầy và trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành được điểm số lịch sử tại World Cup sẽ là cuộc đọ sức với đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Các tính toán chỉ ra rằng khả năng đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua được đại diện đến từ châu Âu là 19%, tỷ lệ xuất hiện kết quả hòa cũng lên tới 16%. Một trong những điểm tựa lớn nhất cho đội tuyển Việt Nam khi so tài với đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha là tiền đạo Huỳnh Như. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam đang thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Lành FC thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Và tất nhiên thì Huỳnh Như sẽ nắm được rất nhiều những thông tin quan trọng về lực lượng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, vốn chủ yếu chơi cho 3 câu lạc bộ chính, đó chỉ là câu lạc bộ Benfica, Braga và Sporting Lisbon. Tương tự như Việt Nam, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng mới có lần đầu tiên tham dự World Cup. Đội bóng áo màu bã châu sở hữu một số ngôi sao, nhưng nhìn chung về mặt bằng đội hình thì chưa thể so sánh với đội tuyển nữ Mỹ và Hà Lan. Nếu như chuẩn bị tốt và có một cách nhập cuộc hợp lý, thì đội tuyển nữ Việt Nam có thể tạo được những lợi thế và một thế trận vững vàng khi phải đối đầu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Khi đó thì thầy và trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tận dụng vào các tình huống để cố gắng chọc thủng lưới đối thủ và hướng tới một kết quả tốt. Như vậy là với những phân tích thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được việc đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam phải rơi vào với một bảng đấu có sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch và nhà đương kim á quân Hà Lan. Đây là hai ứng cử viên được đánh giá là nặng nhất và có cơ hội giành vô địch nhất ở giải đấu năm nay. Chính vì thế mà cuộc cạnh tranh vị trí gắt gao ở bảng đấu này của hai đội bóng cũng cực kỳ lớn. Việc mà đội tuyển Mỹ và Hà Lan muốn ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như là Bồ Đào Nha, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu khi họ đang rất muốn chiếm được ưu thế nhiều hơn đối thủ tại bảng đấu này. Mặc dù là thế nhưng giới mùa điều cũng tin rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ để lại một dấu ấn, những ấn tượng liên quan đến World Cup 2023. Việc mà chúng ta đã có được một bàn thắng đẹp mắt và một thế trận chắc chắn trước đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Đức gần đây nhất đã khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào kỳ World Cup năm nay. Giới mộ điều cũng tin chắc rằng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gây được những bất ngờ, những khó khăn nhất định cho nhà đương kim vô địch và nhà đương kim á quân tại giải đấu năm nay. Vậy theo toàn thể quý vị và các bạn, quý vị có dự đoán như thế nào vào hành trình tới đây của đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup 2023? Liệu rằng chúng ta có thể đi tiếp hay là có điểm và chỉ ít thì có thể ghi được một bàn thắng vào lưới của các đội bóng hàng đầu thế giới? Quý vị nhớ là hãy để lại những dự đoán, những bình luận chúng ta cùng nhau trao đổi. Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin hot nhất về bóng đá Việt Nam World Cup 2023 tại đây.